Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay thì mình tiếp tục đến nhà của anh Tha để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàn. Đây quý vị, một rừng mai luôn nè. Xin chào anh. Chào Tấn. Xin chào các anh em bè bạn gần xa. Trước đòi đầu tiên tôi cũng xin thời gian qua các clip vừa qua anh em đã ủng hộ giao lưu tôi nhiều. Nay cũng có động lực để tìm những cây mới đẹp về vô lưu cùng anh em cho chơi cho ngon. Hôm nay mình có về 26 gốc mai tàn. Mai này mai dảo hột từ 8 tới 12 cánh. Chắc không anh? Bông to đẹp đem chắc. Mình cũng có mấy clip trước cũng có vô lưu với anh em rồi. Thứ mai này bông to đẹp bảo đảm. Có rồi, đã xuống nở có 5 cánh rồi, kiếm này đáng chịu nha. Năm có 5 6 7 8 9 đây chứ mai vỏ hột thì mình không có chắc đâu nhưng anh. Thì nó cũng nhiều khi đất dạ. Anh em. Dạ, anh... Nhiều khi con ong con bướm mà. Hình thức mình ship sao đây anh? Hình thức ship toàn quốc anh em ơi. Trong quá trình xem cây thì quý vị cảm thấy thích cây nào muốn giao lưu với anh Tha thì alo trực tiếp cho anh Tha nha quý vị. Rồi số điện thoại của anh mình để trên tiêu đề. Rồi, mình vào cây số 1 luôn. Số 1 chiều cao khoảng 1m8. Rồi cao khoảng 1m8. Tàn còn. Rồi quay mình quay khoảng vòng thôi anh ba ơi. Khoảng ngang vòng thôi đừng có quay nhiều. Sau đó dừng lại để em quay tay cành cho quý vị mình xem tay cành ha. Đừng quay. Ê. Tay cành này quý vị. Chiều cũng rất là đều ha. Rồi, hoành khoảng nhiêu đây anh? Hoành 23. Rồi, xem một vòng. Đế khá đều anh em ơi. Bị mình cũng không dám khai thác nhiều. Thì mai tàn mình chỉ khai thác vừa đủ à. Rồi, giá nhiêu đây anh? Giá 1 triệu 3 anh em ơi. 1 triệu 3. Bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, xuống cây. Chiều ba có cây mai dảo về tới nhà thôi anh em ơi. Rồi, mã số 2 chuẩn bị lên. Không sao, hơi nghiêm chút là cậy nó. Cậy cậy nó không sao. Chim vậy chứ ngon. Cao khoảng 1m8 anh em ơi. 1m8 nữa. Rồi, xem vòng anh ba ơi. Rồi, tay cành đây. Rồi, cho cái hoành luôn. Cắn cái rễ, bỏ cái rễ, đo đại cao bỏ luôn lên đó luôn nha. Dạ. 24 yếu, tính 53. Dạ. Cái này giao luôn nhiêu anh? Giá 1 triệu anh em ơi, đế cũng có khá đẹp anh em ơi. Đây, xuống cây. Rồi, mã số 3. Chim lên cho cây đứng lên cho nó đẹp. Chiều cao khoảng 1m8 anh em ơi. Khoảng 1m8 luôn. Tàn đều đẹp anh em ơi. Tàn còn nha, xây đi anh. Cây tàn còn. Tàn còn cho quý vị. Cái này mà ngày đợt Tết cái nó trổ một cái. Hết ý luôn. Rồi. Rồi dân. Rồi mình quay ra cận cho quý vị xem tay cành nha. Đừng xem nữa nha anh ba. Cành tăng ha, đặc. Nụ quá ta. Quá xa nụ luôn hả? Rồi cho cái hoành luôn.
Quà 55 anh em ơi. Rồi sát vô 54 yếu quá. 54 đây. Đây. Đế đều anh em ơi. Xây xây xây. Ủa đế rất đều. Rồi giá nhiêu đây anh? À giá tiểu tư. Tiểu tư. Cái mã số 3 nha quý vị. Rồi xuống kê. Rồi mình dài bằng quay lại đẳng luôn anh ơi. Đây. Lên cây. Rồi mã số 4. Chim 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 lại anh ơi. Rồi mã số 4 quý vị ơi. Rồi cao khoảng nhiêu đây anh? Chắc mét rưỡi. Chiều cao mét rưỡi anh em ơi. Rồi xây xây. Xây một vòng. Rồi dừng. Quanh năm ơi. Rồi. Đế đây. Đế to đều đẹp anh em ơi. Xây xây anh. Rồi giá như anh? À giá anh triệu tư. Triệu tư. Rồi xuống cây. Chim lên chim lên chim lên. Nghiêng tiền mà. Đó. Rồi mã số 5. Chiều cao khoảng 16 à. 16 à. Rồi xoay anh ơi. Rồi dừng. Hoành 21 yếu 20 tính 20. Rồi rồi. Để đây. Để em đều anh em ơi. Ba mặt bốn mặt có đủ. Rồi xài tiếp anh. Rồi giá luôn anh ơi. À giá 1 triệu. 1 triệu bao ship luôn nha quý vị. Rồi xuống cây. Xài làm gì. Mã số 6, chiều cao 2m. Rồi, cao khoảng 2m rồi, xây xây. Rồi, một vòng thôi anh. Rồi, hoành luôn. Hoành 22 yếu, tính là 1. Rồi, đế. Dòng đế luôn. Đế đều đẹp anh em ơi. Rồi, giá luôn. Giá 1 triệu 1. Rồi, xuống cây. Vẫn nghiêng bên kia chứ khỏi chim nha. Nghiêng bên kia đó. Rồi mã số 7. 7. Chiều cao khoảng chừng ngã mét nha. Chừng ngã nha. Chiều cao khoảng 2m. Nguy hiểm nguy hiểm. Rồi khoảng 2m. Nó hơi xéo quá không. Nghiêng nghiêng. Hai cục. Trên cục nữa lên nữa.
Thôi cho cái hoành luôn anh đây. Hoành 22. Rồi 22 hoành. Rồi giá vô đây anh. À giá 1,2 triệu anh em ơi. 1,2 triệu. Rồi đế đây nha, quên. Đế cũng cá anh em ơi. Xem vòng cho thấy đế anh nghe giới thiệu đế mà anh không xem gì trơn à. Không móc. Rồi. Rồi. Xuống cây. Rồi giờ bằng quay lại đằng kia luôn. Đây đây hết chỗ đứng rồi. Cây số 8 chiều cao khoảng 1m7. Rồi. Xe vòng anh. Rồi. Rồi cây này đế nở quá tay anh em ơi. Từ từ. Đang quay trên. Đang quay trên mình giới thiệu ở trên. Khi nào quay ở dưới thì mình giới thiệu ở dưới. À, đế có một cục luôn. Rồi. Cho hoành luôn. Hoành 22 anh em ơi, 23 yếu. Rồi, xe xin vòng luôn. Đế đều. Ấy cái manh bao cái một cục. Rồi, giá anh. À, giá 1 triệu anh em ơi. Rồi, xuống cây. Cây số 9 chiều cao khoảng 2m. Đây, sen vòng. Vòng tho ngã. Chìm vô. Kiếm hai ba cục đá gì đó anh. Đó. Rồi. Dân, được rồi, đừng quay nữa. Rồi, mời quý vị mình xem tay cành nha. Tay cành đều anh em ơi. 21 anh em ơi. Rồi. Giá luôn. Giá 1 triệu 1 anh em ơi. Rồi, đổi cây. Xuống cây với định nơi đổi cây. Đổi cái khác lên. Xin bên đây chú ạ. Rồi cái này quay từ từ nha anh ba. À, tăng đòn gió luôn. Mã số 10 chiều cao 1m8. À, đòn gió quý vị ơi, nụ quá trời nụ luôn. Xây một vòng. Rồi dân, quay chậm chậm thôi anh. Mà quay nhanh nó mất thăng bằng nó ngã. Rồi rồi dừng anh ơi. Toàn đều quá anh em ơi. Đủ đủ sức. Rồi hoành luôn. Hoành 22 yếu tính 51. Rồi báo giá luôn. 1,3 triệu. Rồi xuống cây. Nó xuống cây chứ không đổ cây nữa ha. Chào mình giờ. Rồi, cây này có dáng lạ ta. Dáng hơi dáng số 11. Chiều cao khoảng 2m. Rồi, 2m tới giót đọt. Dáng hơi lắc ngược lại nè. Cũng là lạ. Hơi sẵn nó không. Cái dáng đó, cái dáng hơi lắc ngược nè. Rồi. Dừng anh ba. Rồi, hoành luôn. Trời ơi, cái cây này cái củ gì kỳ vậy ta? Ai mai yếu tầm 1. À cái củ. Đo củ cho anh em coi anh em ơi, quá tay cái củ. Quá tay cái củ mình nè, mình sơ bộ.
Nó 39 luôn. Củ gì lạ ta, cái củ lạ ta. Củ giống cái vú quá anh em ơi. Nó bậy đi. Giá nhiều. Giá 1,1 triệu. Nó bậy quá. Nó bậy còn mới lớn. Tôi hỏi con mét lạ bây giờ á. Con đã không có coi à. Cái vú kỳ vậy. Vú vú à. À, gỡ cái hai cái cục đó ra. Đang quay từ từ sao trướng hết nhà tôi luôn. Chiều cao khoảng 1m8 anh em ơi, cây số 12. Rồi, sang vòng. Rồi, về. Rồi, cho quanh luôn. Quanh 53 anh em ơi. Rồi, xe. À, đế đều quá anh em ơi. Xe chậm chậm nha. Đế chia đều luôn, đế đẹp. Rồi, quay tiếp anh. Quay cứ đều tay. Rồi, giá anh ơi. 1,4 triệu. Mã số 12 nha quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 13. 3 chiều cao 2m. 2m chiều cao. Rồi, quay. Rồi, một vòng thôi. Rồi, quanh anh. Quanh này quá tài. Xếp chặt thức nha. Rồi, chặt. 28 anh em ơi. Rồi, quen dòng đế luôn. Đế nở đều anh em ơi. Quanh to đế nở. Xây tiếp anh. Rễ đều. Rễ đẹp luôn. Giá luôn anh ơi. À, giá 1,6 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mấy ông lắng về em, chỗ đó em đứng. Chiều cao khoảng 1m8. Rồi. Rồi, cho quạnh luôn anh ơi. Năm lăm yếu tính 54. Rồi. Để đều đẹp anh em ơi. Đều tay nha. Đừng có nhanh đừng chậm để cái đều. Rồi, giá nhiêu anh? À, giá 1,3 triệu. Rồi, xuống cây. Giờ bằng quay lại đẳng đi. Chắc dưới không dây điện hết anh nha, coi chừng nha anh. Không có điện. Có dây chứ không có điện không. Cây số 15. Chiều cao 2m. 2m chiều cao. Rồi xây đi anh. Anh ba không thuộc bài rồi. Không bó với tôi mà hồi cái cục dây thì hồi nhớ. Nhớ bà nào. Rồi dừng anh ba ơi. À, đế đẹp quá. Từ từ. Mới quay trên đây tiền nào quay cái đế không? Mình quay giới thiệu đế anh. Đang quay tàn nói tàn đẹp nè. Tàn đẹp quá. Tàn đều anh em ơi. Tàn đều nha. Nói chung lô mai mình về lô tàn đều đẹp á, tay cành đầy đủ. Mình quay cái gì giới thiệu đó anh. Quay tàn mình giới thiệu tàn. 23. Rồi. Để đây. Đế đẹp. Chia đều. À, giá luôn. À, số 15 giá 1,3 triệu. Xuống em. Rồi, xuống cây. Rồi, bàn quay.
hai ba. Hai con mình gần á. Đó, đây đó. Đúng rồi. Bị mưa. Chiều cao khoảng 1m8. Rồi, xây. Toàn điều đẹp anh em ơi. Rồi dịnh lại anh ba. Dịnh lại. Đứng lại. Dễ nở. Cục luôn. Gù ăn cục luôn. Quanh 22. Rồi, xe. Đấy một cục đây. Con cục này đó. Rồi, giá luôn. Số 16 giá 1.1 triệu. Rồi, xuống cây. Mày kiếm bao cục đá ta. Cây số 17 2m. Rồi xây. Tàn tàn. Quay tàn. À. Kiếm đá mình kiếm bao cục á. Kiếm vòng 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 cho nó khỏi lắc khỏi ngã luôn. Rồi dừng lên bay, quay vòng thêm bay, quay nhiều quá không tốn công rồi nó ngã cây. Toàn đều đẹp anh em ơi. Rồi cho hoành luôn. Này hoành to đấy nở. 27, 28 yêu, tính 57. Để thấy. Để. Rồi rồi quay. Quay đi. Thôi thấy ông còn còn gì em thấy ông quay hoài không dám hoài. Ông chứ đâu đừng nói không gì nữa. Nói gì thử để à, đều à, lực lượng anh ơi. Rồi giá đi anh ơi. Giá 1.5 triệu anh em ơi. À. Rồi xuống cây. Nói ông gà vô tay hoài ông đừng nói. Một hồi thử em để thử coi ông để nó hoài quá không. Ông gà. Để ra. Để hết clip luôn. Cảm ơn. Cây số 18. Rồi. Thử hết clip coi ảnh có để thức ra ngoài không hả? Chiều cao 2m anh em ơi. Rồi. Giùm lại cái. Quay tàng... vòng thôi, quay vòng thôi đừng nghe nhiều. Tàng đều đẹp anh em ơi. Vòng thôi anh ba ơi. Quay nhiều quá em quay không được tay cạnh trong. Nhiều quá chắc mặt không? Không quay được tay cạnh trong á. Đi vòng vòng không thấy gì đặc luôn. Hai bảy yếu tính 56. Đây rễ anh em ơi. Rễ tương đối đều. Rồi báo giá ông nội ơi ngồi quá. Cây số 18 giá 1.5 triệu. Chứ thôi quay hồi nữa. Lấy con quay. Không quay. Chào quay lên nữa tôi không chắc. Chưa chào xong. Không quay. Không quay để cho quay. Để cho quay giờ hả? Cây số 19 cao khoảng 2m. Đi vô. Chị cần đứng lên 2 cột. Bên đây cột nữa. Người ta đó bắt cái hoành xong rồi cái xây cái đế người ta báo giá liền đi. Chiếm vậy chiếm còn sao ra sao đứt nè. Cái cục nè. Rồi. Đất cái không bể đâu, đất dẻ không bể đâu. Được kia kìa, cục đó đi vô. Trời ơi, nó quay cái cây này nó lâu quá. Đó. Đấy, cho chiều cao luôn. Chiều cao khoảng 2m. Rồi. Sang vòng thôi nha anh. Cây số 19. Rồi, sang vòng rồi dừng luôn, đừng xây nhiều. Thôi.
đừng xây nha, đang em đang đang rà rà tay cành. Quanh hai mươi hai. Dạ. Đế đều đẹp anh em ơi. Được chưa? Giá nhiều. Giá 1 triệu. Đợi nhắc không? Đợi để quay cho đã. Đợi hỏi trả lời không à, tự báo luôn đi. Rồi, em im luôn. Quay rồi. Cao khoảng 1m7. Cây số 20. Tìm tôi có ai mua 10 triệu con cứ kêu quán nha. Rồi, dân anh ơi. Đây cành đều anh em ơi. Mai chim cu có hết rồi. Quanh 23. Coi củ nó dữ à. Củ 3 mấy, 3 4. Dạ. Đế đều anh em ơi. Cái này 20 giá 1.3 triệu. À, xuống cây. Xuống cây. Qua mã số 21. Tìm. Đây. Chiều cao khoảng 1m8. Rồi. 1m8 chiều cao. Để chỗ dưới, để chỗ cái okay. Tất cả cái là lãnh si cây dưới mà. Đây. Quanh. Quanh 23 anh em ơi. Để 3 cộng đều. Dạ. Giá 1.2 triệu. Đây, xuống cây. Ở đây chúng ta ở ngoài ta thuộc bài luôn. Mà ở trong thuộc bài. Học nhát mà thôi. Khoảng 1m8, chiều cao cây hôm nay khoảng 1m8. Đang đều quá anh em ơi. Rồi, dừng anh bay. Đang đặt nghẹt luôn. Bao nhiêu anh? Quanh 25 yếu. Đến 54. Rồi, theo dòng đế luôn. Đế cũng cá anh em ơi. Đế này dạng đế quái à. Đế quái à. Từ dưới nó hoành lên rồi nó quẹo qua. Nó quặp vô thân. Ờ. Đa nha. Đế để đọc là từ dưới nó quặp lên quặp vô thân nè. Giá nhiêu anh? Giá 1.5 triệu anh em ơi. Số nhiêu ạ? Số 22. Rồi, xuống cây. Cầm sáu tay rồi lấy rồi. Cây số 23. Chiều cao khoảng 2m. Quá tài đụng. Rồi, quay em chồng. Một vòng thôi. Dân. Cái cành gì đắt? Ai 16 quanh. Rồi, xem dòng luôn. Đế đẹp. Đế đều đẹp anh em ơi. Mặt nào cũng có. Rồi, giao lưu giá 1.4 triệu. Bị trong mặt luôn. Rồi. Xuống cây. Nãy không muốn quay ra giờ ăn luôn.
Cây xô mướn chiều cao khoảng 1m7. Giật giật nha. Quá xa nụ luôn. Hết biết nụ. Bự bự không ha. Rồi. Hoành 21. Rồi. Đế có tương đối đều anh em ơi. Rồi giá luôn. Vô lưu giá 1.2 triệu. 1.2 triệu. Rồi xuống cây luôn. Xếp. Nãy thì quên. Đi qua xếp nghe. Có tiếp tầm quá anh em ơi. Chiều mấy có cây me mai dảo về đó nha. Được chắc Hà Nội luôn. Cây số 25. Chiều cao khoảng 1m7. Mét 7 chiều cao. Rồi, quạt. Quanh 22. Rồi, đế này cũng cục luôn. Đế đực đều có nở luôn. Ra một cục. Dạ. Giá 1.3 triệu anh em ơi. Rồi, 1.3 triệu xuống cây. Rồi, cây cuối cùng của clip. Cây số 26. Ê. Thôi khỏi xây đi nha. Chiều cao 2m. Tự xây rồi. Gió. Cao 2m. Đó. Thôi dịnh đi, cái cuối cùng dịnh luôn đi. Dịnh luôn đi. Rồi. Chứ mình làm clip làm hình hài luôn đi. À làm hình hài luôn đi, xe 5 người chụm lại quay luôn đi. Ta cần quá tay. Rồi. Hoành 26. Rồi, xây vòng. Vừa xây vừa dịnh. Số 26. Vô lưu giá 1.6 triệu. Rồi. Tàn đều đẹp anh em ơi, cành ấy đế đều. Rồi. Xuống. Rồi, xuống cây. Xuống cột. Rồi quý vị mình tới đây là kết thúc rồi quý vị ơi. Thì trong quá trình xem thì quý vị thấy thích cái nào thì alo trực tiếp cho anh Tha nha quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.